Đây nha mọi người nhé, hôm nay mình sẽ trải nghiệm lấy cái cây quả tầm bóp đây nha mọi người nhé. Thì mình sẽ đang dự kiến là mình sẽ làm 3 món trong hôm nay. Quả dại này, ở đây nó mọc khắp ruộng làng và nó nhiều nhiều như thế này mọi người này. Đây nhiều nơi thì mọi người còn phải trồng, còn ở quê mình thì nó bao la luôn, vứt cho bò còn chẳng ăn đấy, nhiều như thế này mọi người này, tầm bóp này. Đối với cái quả này thì thông tin ở Việt Nam mình thì không ai ăn đâu, nhưng mà ở bên Nhật thì nó rất là quý luôn mọi người ạ. Nó dạng như kiểu một cái canh thuốc bắc ấy. Mình cũng không nắm rõ về cái quả này là nó có tác dụng gì, thế nhưng mà nó rất là nhiều luôn. Ở quê mình thì bao la bát ngát, ở cánh đồng làng này có lấy hàng tấn cũng còn có nữa. Đây quả rất là đẹp, nó hình như kiểu cái đồng đèn đấy mọi người này. Cái này là không phải trồng nhé mọi người nhé, cái này nó mọc ở ngoài ruộng, ngoài chân ruộng rất nhiều luôn. Đây mọi người có thể nhìn thấy quả rất là đẹp luôn. Nó nhìn những quả chín nó sẽ ngả màu như thế này mọi người này. Đây những quả chín nhé, mình ăn được nhé, ở trong nó có vị ngọt thanh, ngọt mát lắm. Còn những quả màu này là nó chưa chín, là những quả này nó chín rồi này. Đấy, sờ vào nó rụng liền này mọi người này. Bây giờ mình sẽ lấy ra và test cho mọi người xem ở trong bên trong quả chín nhé. Đây mọi người này, cái quả của nó này, quả chín nha mọi người nhé. Đây mọi người, cái quả chín này sau khi lột ra nó sẽ lột cái vỏ ra nó sẽ như thế này. Đây mọi người ạ, cái phần quả chín mình sẽ tách ra để làm một ít trà nhé mọi người nhé. Còn quả xanh thì sẽ để nấu một ít canh trứng ăn. Còn cái lá lát mình sẽ luộc chấm nhé mọi người nhé. Hôm nay sẽ làm 3 món luôn ạ. Mình sẽ tiến hành luộc cái rau tầm bóp này nhé mọi người này. Cái này là tầm bóp dại, không phải là cái tầm bóp bà đẻ nhé mọi người nhé. Rồi nó ở ngoài ruộng ấy, nó không phải mình trồng đâu. Nó khác nhau hoàn toàn đấy. Đấy mình sẽ luộc để lát nữa mình sẽ chấm. Cái rau nó xanh, nó xanh đẹp. Rồi, ok. Và bây giờ mình sẽ
Trong khi chờ đợi nước sôi để mình nấu món canh thì bây giờ mình sẽ dầm cái quả này ra để dầm đường nhé mọi người nhé. Đây nó nổ ra đây, ở trong nó cái nước của nó ngọt cực kỳ luôn mọi người nhé. Mình chỉ lấy cái nước của nó thôi, còn cái phần quả của nó mình sẽ mang đi nấu canh này. Mình sẽ trộn đường vào. Đấy, và sẽ dầm đều ra mọi người theo. Đấy, nó nổ đường nổ ra đây. Lát nữa sẽ cho vào tách để cho nước đá nước lạnh vào nước mát vào để uống cho nó mát. Để gói tắt đi rồi chị cần. Đây là cái quả của nó nhé mọi người nhé, quả nấu canh trứng nhé. Mình hy vọng món này sẽ nó sẽ phải là ngon nhất. Mình sẽ đợi bung lại cho chín mọi người. Đấy nhá mọi người nhé, cái trà này sau khi nó dầm đường nó tan rồi thì bây giờ mình sẽ cho vào tách này, nước nước lạnh này. Đấy, hai tách trà luôn. Nhìn hấp dẫn đấy chứ mọi người, đây này, do nó nhiều đường đấy nên là mình sẽ để vậy để nó đường nó hòa tan, nó lát nữa khi uống người ta sẽ cho thêm vào cho nó ngọt. Mình ăn thử đấy, cái quả chín này là nó ngọt mát lắm, ngọt thanh mát, nên là hôm nay mình sẽ thử làm cái món này xem ăn nó sẽ mùi vị nó như thế nào. Đấy, lát nữa mình sẽ cho nước lạnh vào để uống nha mọi người nhé. Canh chín thơm rồi, mình sẽ múc ra là để thưởng thức thành quả này. Đấy, canh quả tầm bóp nấu trứng nha mọi người nhé. À, chính thức là sẽ thử thành quả của mình nha mọi người nhé. Chính thức sẽ thử thành quả mình nấu cái món này xem nó ăn nó sẽ ngon đến mức độ nào mà nó nhìn hấp dẫn như vậy. Đây mọi người, bát ớt của mình này, bát ớt huyền thoại. Thôi về thử cái trà của nó trước đi, mình sẽ cho thêm phần nước lạnh vào nhá, tại vì nó quá ngọt luôn. Riêng cái bản chất của cái quả nó đã ngọt rồi mà mình cho thêm một lượng đường lớn như này vào chắc phải ngon lắm đây. Mình mời các bạn nhé, mình sẽ thưởng thức xem là mùi vị như thế nào, mà tại sao cái loại quả này ở bên nước ngoài họ thích thế mà Việt Nam mình lại vứt thì không à. Ngọt thanh thơm lắm. Cái vị đường thì mình nói rồi, nhưng mà cái mùi quả này nó có cái mùi thơm riêng của nó mọi người nhé, thơm lắm, uống cảm thấy nó với nước lạnh nó rất là mát luôn. Thơm, hóa ra tại sao mà người ta thích cái quả này thế, nó ngọt, nó không hề chát đắng một tí nào, rất là ngon luôn. Nào bây giờ sẽ thử đến canh đi, mình thử cái quả của nó với trứng luôn nha mọi người nhé. Đây nhé, quả xanh với trứng nha, mình sẽ thử ăn để mà cảm nhận cái mùi vị cùng mọi người nhé, mời mọi người nhé. Mình thử nhai cái mùi vị cái quả này ha. Nó có vị cái quả chưa chín ấy, nó có vị hơi chua chua, nó không hề đắng như mình tưởng.
Cái lá của nó thì mình nghĩ là đắng, nhưng mà cái này thì nó lại rất ngon luôn. Thằng nào cũng ăn này nghiện luôn. Cái quả non của nó có cái vị vị chua chua này, ăn 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 phê lắm. Cái này thì phải tích cực mình đi nhặt về ăn đó mọi người, đang thời điểm khó khăn này đi nhặt về ăn ngon. Nấu trứng nó hợp, nó hơi chua chua, chua ngọt, cái quả của nó lại cái quả nó như thế này. Quá tuyệt vời luôn, mà trứng thì ngậy ngon. Ngon quá. Tiếp tục bây giờ sẽ thử đến cái lá của nó cho mọi người nhé. Ăn để cảm nhận thật sự mùi vị của nó, thêm cái lá chấm nhớ là sao nào. Ghiền ghiền thêm miếng ớt vào cho nó ngon rồi. Cái ngọn với lá của nó có vị đắng nhẹ. Nếu mà người không ăn được đắng thì có lẽ là sẽ không ăn được món này rồi. Nhưng mà nhai xong nuốt vào nó lại cảm giác nó ngọt. Tuyệt vời. Thảo nào mọi người hay sợ là sợ cái vị đắng của cái lá thôi, chứ còn kết quả của nó mình nói thật tuyệt vời luôn. Không có một điểm nào để chê, mọi người có thể mang về ăn, nấu ăn như mình nấu để xem, mọi người sẽ không nói được câu nào luôn, mình nghĩ vậy. Này ngon. Mình nói luôn nhá, cái lá của nó thì vị đắng, nhiều. Đắng nhiều hơn cái tầm bóp mình. Tức là cái rau 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 bà đẻ khác nhá, cái này là cái nó cũng gọi là tầm bóp, nhưng mà cái rau bà đẻ còn dễ chịu. Nhưng mà cái món canh này thì không còn gì bằng nó, cái món canh này tuyệt vời luôn. Ăn món canh này nghiện luôn á. Đấy, ăn nửa này đã no. Tuyệt vời. Mình sẽ uống một hớp trà mát từ kết quả của nó này để cảm nhận, sau đó sẽ mời anh Caramel trở về ăn với mình nhé. Tuyệt vời. Và đến đây mọi người hãy đăng ký ngay kênh của Miền Quê Đông Bắc Năng Lực mình nha. Sẽ còn rất nhiều món món lạ nữa thì mình sẽ nấu để cùng mọi người. Nhưng mà bây giờ mình nói luôn nha, cái lá thì vị đắng nhiều, vị đắng nhiều hơn, ai ăn được đắng thì mới ăn được nhá, phải luộc qua rồi đấy, luộc qua rồi. Còn cái canh quả nấu trứng miễn bàn ngon, có vị chua nhẹ nhẹ khi cắn một cái quả là chua ngọt cũng ngọt cái quả, còn trứng thì ngậy thơm. Còn cái trà này thì ai chịu được cái mùi quả tươi thì mới ăn được nhá. Cái trà này thì ngọt thanh mát thật, nhưng nó có cái mùi quả của nó rất đặc biệt luôn, cái vị ngọt ngọt ngọt, kể cả chúng ta không cho đường khi cắn vào thì nó cũng đã hơi ngọt rồi, ngọt chua mát rất là thích luôn. Mình thích cái này theo mình ấy. Và ở đây kính chúc tất cả mọi người nhá, toàn thể quý vị có những phút giây giải trí thư thái thật là thoải mái. Và mọi người hãy còn chần chừ gì nữa, nếu ở chỗ mọi người có cái này mọi người hãy thử ngay. Và mình thấy ngon nhất là món canh này, món cái này. Và đến đây thì mình xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp mọi người các clip độc đáo hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều.